Hi, xin chào tất cả các bạn và các chị ha. Đây mình đang đi ở trong cái vườn dừa của ông anh này. Đây giống dừa xiêm. Đây có anh lâu. Đây là dừa cao rồi đây. Đây nguyên một khu vườn dừa luôn. Quá đẹp. Đây có anh lâu. Này rải phân cho cỏ. Ủa phải rải phân vậy hả? Con lâu để em đi theo. Bên đây là cái vườn dừa mới trồng à. Còn ở đây là kết hợp thêm me này là không cho nó lớn mà mình thấy là trồng rất là dày. Mục đích cái này là để cắt cái lên này là cắt này, nhưng mà những cái đọt này sẽ hái bán, cứ làm non hái bán, hái me bán. Còn đây là dừa mới trồng ha. Đây là một trong những cái mô hình mình thấy cũng khá là hay. Me thì đối với me này thì hình như cắt, hình như là chỉ cần cắt đọt thôi là nó sẽ nó ra là cái lá non mình hái. Còn cái dừa này thì theo mình biết á, thì hiện tại bây giờ dừa là phục vụ cho khu du lịch thì rất là nhiều ha. Mà nếu bình thường với khu du lịch nó hoạt động thường xuyên thì dừa này sẽ cho có người nó vô tự hái luôn mà không cần phải hái nữa. Đây là me rất là nhiều luôn, me nhiều lắm, thấy quy một dãy luôn, các chị thấy quy một dãy luôn ở dưới vườn me. Đây là dừa. Đây, các anh chị thấy đây nó có một cái quầy dừa đặt trái luôn nha. Mình coi thử bao nhiêu trái đây. Mình thấy một cái cây dừa này thôi mà nó có một quầy, hai quầy, ba quầy và bốn quầy nữa. Để coi thử một quầy thôi dừa trái nha. 2 2 4 6 8 10, nó gần khoảng 2 4 6 8 10 12 4 6 18, 20 trái dừa. Mà bây giờ nếu mà cho dừa giá hiện tại bây giờ theo mình biết á, qua thị trường thì nắm tầm khoảng, nếu mà mình bán xô cho khách hàng á, thì nó nằm khoảng 5.000. Thì cái một quầy đó cứ 5.000 trái vậy đó. Mà biết cái dừa này thì cái giá nó có phát triển không, để mình hỏi thử cái đứa em này nha. Ủa mấy cái cây này để làm gì? Xây làm phân hả? Ủa mình là mình có cái máy để nghiền luôn ha. Trời ơi. À đây, đối với những cái cành này thì sau khi khô nè sẽ có máy chặt ra cái máy nghiền để làm phân lại.
thì mình để coi thử mà cũng đi tham quan luôn cái máy nghiền phân của ảnh như thế nào nha. Còn đây là dừa cũng chắc cũng lâu tuổi rồi ha, đây là một nguyên vườn dừa rất là cao. Còn đây là mình thấy là dừa tơ nè, các bạn thấy dừa tơ thì nó rất là nhiều trái nên nó sung ghê luôn này ha. Rồi còn đây là cũng là lá me luôn, đây nguyên một cái vườn me con, vườn me non mà các chị thấy nè, mà gieo rất là dày ha, nó không cho lên nhánh gì hết, chỉ có lên cây con thôi. Rồi để mình tận dụng mình hái mấy cái lá me mình bán, để kiếm tiền cho hàng ngày. Còn bây giờ dừa này được đái nè, đây thêm một cái bộ dừa này. Quá trời trái luôn này ha, dừa đã chưa, đây nữa con cái này nữa, dừa rất là nhìn rất là đã. Mà thường thường những cái giống dừa này là uống rất là ngọt. Dừa nó có nhiều loại, ví dụ như dừa sim và dừa lai. Dừa lai thì cái trái nó bự gấp đôi cái trái này, nhưng mà cái nước nó uống thì nó sẽ không có ngọt bằng cái trái này. Dừa lai thì người ta sử dụng để người ta lấy cơm, lấy cái cơm để già chút ta lấy cái cơm ta xay, ta nạo, người ta lấy cái nước cốt dừa làm. Còn đối với dừa này là dừa bán cho khách du lịch để ta uống, thì cái dừa nó vừa tới thôi, cái cơm của nó dừa hơi sượng sượng một chút, sượng hơn một chút rồi chúng ta ăn nè, là lúc đó là cái dừa nó ngon nhất hết. Còn đây là cái vườn để mấy cái đồ dụng cụ làm vườn nè, này trong đây có mấy đồ dụng cụ làm vườn, kia cái máy xịt nè, có máy phay cỏ nè. Này trái rất là nhiều. Này thấy bên kia, bên đây nữa nó có một cái vườn dừa, cái trái nó hơi màu nâu nâu một chút. Nhưng mà cái này mình nghĩ nó cũng một loại thôi chứ không khác loại. Này, vậy thôi. Đây, mình thấy cái này là một trong những cái mô hình mà mình mới thấy lần đầu tiên luôn. Đó là kết hợp giữa trồng dừa và với lại trồng me. À, mình thấy cũng đây là một cái mô hình hay đó. Rồi đây là cái đây là cái cọng dừa hồi nãy nè, các anh chị nè. Cọng dừa thì sẽ được cắt nhỏ thế này nè. Được cắt nhỏ này và ủ lại xuống gốc để sau này nó sẽ mục, nó hoài đi rồi nó sẽ thành phân để nó nuôi lại. Nó nuôi lại cái dừa này. À. Đây bông dừa. Trong cái khu này lúc trước khoảng 15 năm mình có ghé đây một lần á, thì khu này chủ yếu là trồng thanh long. Đây nè, còn những cái trụ thanh long này, cái trụ thanh long này chắc phải mà 20-30 năm rồi nha các anh chị ha, nên nó đã già rồi. Thì đây nhà cô của mình. Rồi ở đây giờ cũng trồng me luôn. Đây trồng me để lấy lá nè. Cho hỏi cái me này trồng rồi 1 ký đó mình bán ký à? Bán ký. Rồi 1 ký nhiêu tiền? 1 ký nhiều khi 50, 30, 40 á, 20. À. Rồi một lần hái thì được nhiều ký không? Hái được có bữa thì 3 ký. Bữa thì 2 ký hả chứ được. Tức là lá non vậy là mình cắt ha. Lá non này cắt. Cái này cho nên cho nó bán phải không chú? 7,5 triệu. Đây thỏ nè các bạn. Wow, nhiều vậy hả cô? Ít tới chờ bên này là thỏ đực ha, thỏ giống ha. Đẹp á. Rồi cái này là phân ấy rồi là để lấy lại cho bón cho các đây có mấy anh mignon nè. Đây.
sổ là đẹp nè các bạn. Đây có mấy anh này được mấy ngày tuổi rồi cô ha. Ừ, yeah. Rồi cái này là mình bán thịt hay là mình bán con giống? Ừ, mình bán thịt thôi. Bán thịt luôn ha. À. À, đây thịt. Đây, đây là nguyên một lứa nha các bạn anh chị ha. Đây. Đây thỏ thịt. Còn cái phần này thì bỏ lại cho me với lại thanh long nè. Đây là nguyên một. Đây. À, rất là dễ thương luôn. Đấy. Còn yeah. Không à. Yeah. Còn cỏ thì ở đây mình, thức ăn của nó là cỏ với lại rau muống. Cỏ thì mình cắt ở vườn. Đây cỏ thức ăn của nó. Cỏ này phải để cho khô nè, phải ráo mới cho nó ăn. Chắc sẽ giờ ông nào đi em lo đi, nó cứ không dọn chuồng nè. Ngay mà tao chặt xé lắm à. À là dọn sạch hết luôn ha.